Xin chào bạn. Hôm nay đại lý Inac Tour Đức tôi xin giới thiệu bạn cái một buồng cầu một khối kết hợp với nắp điện tử. Cái buồng cầu này có cái mã hiệu là AC-1052 xuyệt CVK KB22AVN. Đây là một dòng là buồng cầu một khối nắp điện tử. Đối với cái dòng này gần như là cũng thuộc là dòng có giá thành tương đối cao và là dòng cao cấp, thuộc là cái bộ sưu tập là S600 Line ha. Thì cái buồng cầu này có chiều dài của nó là 739. Bề ngang của nó là 360, từ sàn lên két nước là 658. Và lúc chúng ta nhận hàng, chúng ta lưu ý nó sẽ có hai bộ phận khác nhau, đó là cái thân cầu sử và cái nắp điện tử ha. Ở hai hộp khác nhau, chúng ta lưu ý chúng ta nhận hàng. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan buồng cầu này một lượt rồi chúng tôi sẽ giới thiệu thêm chi tiết bên trong. Thì cái buồng cầu này á, thì sẽ có tâm thoát chuẩn nó là 300 cộng trừ 5 mm. Và chúng ta đi kèm chúng ta là van khóa nè, van tê chi nước nè, dây cấp nước ha, con thọ rời, tê chia nước cho cái nắp điện tử ha. Và chúng ta cũng lưu ý là cái ống thoát chúng ta là 114, là ống thoát tiêu chuẩn ha, ống thoát tiêu chuẩn. Và buồng cầu này á, thì là buồng cầu xả nhấn có hai chế độ là xả 3 lít và 4,5 lít nha bạn. Nó sẽ có hai cái nút nhấn lên đây. Giống chúng ta 3 lít là chúng ta xả tiểu tiện nè, 4,5 lít là chúng ta xả đại tiện ha, để chúng ta tiết kiệm nước hơn. Và buồng cầu này thì được trang bị một lớp men Aqua Ceramic. Trên đây là Aqua Ceramic, có nghĩa là cái công nghệ men nha bạn, không phải là một cái thương hiệu đâu. Công nghệ men này nó được phun một lớp chống bấm bẩn trong lòng buồng cầu ở đây. Và chúng ta lưu ý là cái men này là nó giúp chúng ta là dễ dàng control vết bẩn. Và cái chế độ xả không vành rim, vành rim không góc khuất này á, có nghĩa là xung quanh vành này nó sẽ không có cái lỗ cấp nước nào hết. Nó sẽ dễ dàng vệ sinh lau chùi, chỉ có hai cái đường cấp nước ở đây thôi ha. Và chúng ta qua tiếp tục là cái phần nắp điện tử. Thì cái nắp điện tử là cái nắp không tự động đóng mở được, mà nó chỉ nắp rê êm thôi. Và nó sở hữu các tính năng, nó được trang bị ở bên cái bộ phận điều khiển bên đây, như rửa đại tiện nè, tiểu tiện cho nữ nè. Có chế độ ví dụ như có ba chế độ khác nhau về lực nước mạnh yếu nè. Chúng ta có thể là làm ấm được cái nước nấu ha. Đặc biệt là tôi khá thích là cái chế độ là chúng ta ngồi lên nó sẽ khử mùi chúng ta. Có nghĩa là chúng ta ngồi lên thì nó sẽ tự động hoạt động kích hoạt cái chế độ là khử mùi. Và ngoài ra thì còn làm ấm bệ ngồi nữa, chúng ta cũng hay chỉnh nhiệt độ chúng ta phù hợp. Đối với những cái nơi có thời tiết lạnh, chẳng hạn cuối năm như hiện tại thì cái việc làm ấm bệ ngồi cũng là khá là thích ha. Ngoài ra thì cái nắp này nó còn có những cái tiết kiệm như tiết kiệm điện nè ha, và chế độ massage. Nói chung là đầy đủ các tính năng của chúng ta sử dụng được. Và chúng ta lưu ý đây là buồng cầu điện tử thì nó phải sử dụng điện 220V. Thì chúng ta phải chờ trước một cái nguồn điện để chúng ta có thể cắm điện vào để chúng ta lắp đặt được buồng cầu này. Thì cái mẫu này hiện tại đang được trưng bày ở showroom Inac Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.